định mục tiêu cụ thể. Để trở nên giàu có và vượt qua khó khăn, bạn cần xác định rõ ràng mục tiêu của mình. Hãy đặt ra một kế hoạch cụ thể và hợp lý để đạt được mục tiêu đó. 2. Phát triển kỹ năng và kiến thức. Hãy không ngừng học hỏi và phát triển bản thân. Đầu tư vào việc học kỹ năng mới, đọc sách, tham gia các khóa học để nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình. 3. Lập kế hoạch tài chính. Hãy lập kế hoạch tài chính cẩn thận để quản lý và đầu tư tiền bạc một cách thông minh. Hãy tiết kiệm và đầu tư vào các cơ hội sinh lời lâu dài được muốn. Xây dựng mạng lưới quan hệ. Mạng lưới quan hệ đóng vai trò quan trọng trong việc vươn lên thành công. Hãy xây dựng mối quan hệ tích cực, học hỏi từ những người thành công và thúc đẩy sự phát triển của bản thân mỗi năm. Kiên nhẫn và không ngừng cố gắng. Để hoàn thiện bản thân tốt mỗi ngày, bạn cần phải kiên nhẫn và không ngừng cố gắng. Hãy luôn tìm cách vượt qua khó khăn và không từ bỏ giữa chừng. Đánh giá bản thân và hoàn thiện. Hãy đánh giá bản thân mình và